thiệu con cái bộ CT-601M85 chưa chùi rửa nha, xanh bìa nha. Đây, đẹp ha. Chưa chùi rửa nha con. Con về thử chùi rửa nha. Xanh bìa. Lâu lâu có được cái bộ này bà con. Cũng được hết nè. Sơn này còn nguyên vẹn nè. Ồ, con là có nhu cầu luôn nha, 0.8, 6.35, 6.7, 7. Đây là CT601 đây, con này còn khá đẹp nè. Chưa chùi rửa chứ là đẹp lắm đó con. Ở trong còn đỏ ao 7 màu luôn nè. Em bọng rồi còn ít xài nè. Nó còn khá đẹp á. Chưa chùi rửa chỉ là đẹp lắm đó con. Ờ con là có nhu cầu luôn nha, 0.8, 6.35, 6.7, 7. Quá đẹp. Ờ con là có nhu cầu luôn nha, 0.8, 6.35, 6.7, 7. CT601 mấy số đây? Nó là cũng 6 số tới rồi con. Đây 6 số tới, 2 số ve, 2 số sớm. Rất ok, số nhất là nhẹ nhàng. Bà con nên quay pizza hay là chạy máy hay vô số đó, nhẹ giống như xe máy vậy đó. Mình còn rút đề máy lên chạy nó dễ vô số hơn. Nó tròn tua hơn. Bà con hạn chế vô máy vô số lúc cắt máy. Lúc cắt máy. Và là có nhu cầu luôn nha, 0.8, 6.35, 6.7, 7.